Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Năm 2020 là một năm gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp. Bộ đội Biên phòng thành phố đã quyết tâm, nỗ lực triển khai các giải pháp quan trọng, đồng bộ, hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và đánh giá rất cao sự chủ động, linh hoạt của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới biển đảo, tích cực chủ động sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện, thực hiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xử lý tốt các vấn đề an ninh đô thị, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, v.v. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương những kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng thành phố và chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm để đơn vị tập trung triển khai trong thời gian tới. Với thành tích đạt được, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng được nhận 2 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng về thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 và thực hiện tốt cuộc vận động quản lý khai thác sử dụng vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2015-2020. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một cá nhân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ thi đua cho một tập thể và bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng một cờ thi đua và bằng khen cho 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.